Anh bị sao hả? À, không sao Có chuyện gì không? Có cần em gọi bác sĩ cho anh không? Anh không sao Có gì em nói đi <laughs> Bao nhiêu năm rồi Anh cũng không có câu khác để thay đổi hả? <laughs> em muốn gì? Điều em muốn Điều anh có làm được không? <laughs> Ở đây là công ty Em muốn Thiên Thanh phải bồi thường gấp 3 theo như hợp đồng. chuyện hợp đồng, khách hàng cũng chưa trả hàng, cũng chưa đưa ra phương án bồi thường, việc gì đâu mà em phải gấp. chính vì khách hàng chưa đòi cho nên em phải gấp đó. Thiên Thanh bồi thường cho Thiên Trường, rồi Thiên Trường sẽ lấy số kinh phí đó để bồi thường cho khách hàng cũng đúng thôi mà. nghe có vẻ hình như em muốn sai sót này xảy ra hay sao? <laughs> hình như là trong mắt anh em không có gì tốt đẹp hết đúng không? Nhưng mà tùy anh thôi Làm ăn là làm ăn Nếu như mà anh thích Thì chạy qua bên cô ta ngủ đi